Chào cả nhà nhé. Hôm nay Duy Quang dẫn cả nhà đi ăn bình sâm đây. Thái đoàn từ Portland, Seattle đây. Đây đại gia Huy welcome to Portland. Yeah, thank you. We invite to East Harbor. Good food. Này dẫn Duy Dũng đi ăn phở Nam nha, ở Phật Lân đây, ngoại ô Phật Lân. Việt Nam chỗ nào cũng có phở hết. Đây Duy Dũng đang chọn anh buổi trưa. Đây đại khái là menu phở đây, phở Nam. Đây tai nạn dầu nha. Duy Dũng đây cũng loại phở đặc biệt thế nha. Mỹ cũng có hành trần nước béo nha, nhưng mà người ta kỵ lắm nha. Lâu lâu sổ chuồng mới đi ăn nên rất gần kỵ ăn nước béo. Duy Dũng cũng đang selfie đó nha. Ok, sau khi ăn phở nè, dẫn Duy Dũng đi uống cà phê nha. Cà phê Mỹ á. Đây, quán cà phê có tên là Eva. Hồi đó Duy Hải với Duy Quang hay đi mô tô tới đây. Không nỡ để anh mùa xuân